Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý cũng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên hiện nay do thiếu hiểu biết về pháp luật, một số cá nhân và tổ chức đã gặp phải những bất lợi pháp lý không đáng có, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Đó cũng chính là niềm trăn trở của tiến sĩ, luật sư Nguyễn An. Bằng tất cả tâm huyết của mình, anh đã xây dựng nhiều mô hình, dự án tư vấn hỗ trợ pháp lý rộng rãi tới cộng đồng. Một trong số đó là dự án Nhà Ga Xanh, hoạt động với mục tiêu phổ biến kiến thức pháp luật dựa trên nền tảng tâm lý lứa tuổi cho thanh thiếu niên từ 7 đến 17 tuổi tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và hướng tới tất cả các tỉnh thành khác trong cả nước nhằm đưa kiến thức pháp luật đến với học đường. Dự án này là sự kết hợp của các cá nhân và các tổ chức hành nghề luật sư cùng nhau để hướng tới cái mục tiêu, đó là đưa pháp luật vào học đường dựa trên nền tảng tâm lý lứa tuổi. Vì tại sao mà chúng tôi mong muốn điều đó? Bởi vì từ trước tới nay chúng ta phải xác định rằng là pháp luật đó là một bộ quy tắc điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội. Nhưng các em học sinh, và cụ thể đó là những em mà đã đủ cái tuổi mà giao dịch đi lại, có các hoạt động trong xã hội, ví dụ như là mua bán, ví dụ như là tham gia giao thông, nhưng ngược lại các em lại không hiểu gì về pháp luật, và dựa trên cái việc mà với cái bản năng tự nhiên thì các em đã có những cái hành xử mà đôi lúc là đã vi phạm pháp luật mà không biết. Và chúng tôi dựa trên cái nền tảng của từng lứa tuổi và chúng tôi nghiên cứu để xây dựng nên một cái dự án đưa cái pháp luật vào trong nhà trường phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh đó, để góp phần rút ngắn thời gian tìm kiếm, giải quyết tình trạng khó khăn trong việc lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý đơn lẻ, đồng thời giúp kết nối người dân tới các luật sư, văn phòng luật sư phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng, luật sư Nguyễn An cùng các cộng sự đã xây dựng nên mô hình Cabello. Trong cái quá trình làm việc thì tôi có được tiếp xúc rất nhiều khách hàng, rất nhiều cái đối tượng khách hàng, và cái mà tình trạng thực tế mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất đó là khách hàng để mà tìm đến một tổ chức hành nghề luật sư hoặc là tìm đến một văn phòng cùng luật sư hoặc công ty luật để mong muốn là được cung cấp cái dịch vụ nghề luật thì quả là khó khăn đối với mọi người. Thứ nhất là cái thị trường luật đến giờ phút này thì cũng khá đông. Số lượng luật sư trên cả nước bây giờ khoảng tầm 16 đến 17 ngàn luật sư và nó có khoảng hơn 3 ngàn tổ chức hành nghề luật sư. Nhưng ngược lại thì chúng ta phải xác định rằng là con số là như thế, nhưng để có một cái định hướng thống nhất rõ ràng, đó là về giá cả, về quy trình cung cấp dịch vụ, thì đến giờ phút này là mỗi một tổ chức hành nghề luật sư đều có một cách thức dịch vụ, cung cấp dịch vụ khác nhau, một cái quy trình khác nhau và một cái giá cả khác nhau. Và cái điều đó làm cho khách hàng là rất chỉ là e ngại và trăn trở trước khi mà đi tìm luật sư khi mà có dịch vụ vấn đề pháp lý xảy ra. Thế thì xét thấy là để làm thế nào để giải quyết được cái bài toán đó thì chúng tôi đã xây dựng nên cái mô hình Cabello. Với đội ngũ nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm, được tuyển chọn và đào tạo theo quy chuẩn, đồng thời các dịch vụ pháp lý đều được cung cấp bởi các tổ chức hành nghề luật có uy tín. Do đó, bước đầu đi vào thực tiễn hoạt động, Cabello đã nhận được sự đánh giá tích cực từ người dân. Mình biết đến Cabello thông qua một người bạn thân của mình đã giới thiệu sử dụng dịch vụ Cabello và họ rất là tin tưởng, họ rất là hài lòng và họ giới thiệu cho mình sử dụng dịch vụ của Cabello. Sau khi tôi được sử dụng sản phẩm dịch vụ của Thừa Phát Lạc Hoàn Kiếm, đối tác của Cabello, tôi cảm thấy rất là yên tâm bởi vì đã được sử dụng dịch vụ rất là chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo. Cabello đã tư vấn cho tôi các cái biểu giá, biểu phí rất là đến nơi đến chốn và tôi cảm thấy rất là yên tâm. Cùng với những đánh giá tích cực từ các cá nhân tổ chức sử dụng dịch vụ, mô hình Cabello của luật sư Nguyễn An cũng nhận được sự tin tưởng, hợp tác từ các văn phòng luật sư trên địa bàn thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Tôi thấy hệ thống Cabello rất là tốt, đặc biệt là đối với trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì tập trung ở các thành phố lớn thì đã được rất nhiều doanh nghiệp mà họ hiểu biết rất là rộng rãi. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp địa phương ở những tỉnh xa và đặc biệt như ở Việt Nam là có những khối lượng doanh nghiệp tập trung trong khối lượng nông sản và thổ sản thì họ đã không có cái cơ hội tiếp cận được với các cái cơ quan
nhà nước dễ dàng, hoặc là những cái tổ chức tư vấn uy tín chất lượng để mà đăng ký cái bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Cabinlo thì là một cái môi trường vừa mang tính chất là truyền thống tư vấn trực tiếp, đồng thời lại tận dụng các cái hệ thống công nghệ, dẫn đến là có thể dễ dàng những cái người mà có nhu cầu sử dụng các cái việc tư vấn luật thì họ có thể tiếp cận, đặc biệt là những cái tỉnh xa. Văn phòng chúng tôi đã ký hợp tác với cả Cabinlo. Tôi thấy đây là một cái hệ thống rất là tốt, hiệu mang lại hiệu quả cao cho người dân cũng như là các cái doanh nghiệp sử dụng các cái dịch vụ pháp lý trong xã hội. Những mô hình hỗ trợ pháp lý của luật sư tiến sĩ Nguyễn An thực sự hữu ích, dễ tiếp cận, đã góp phần cung cấp thêm các kiến thức pháp luật cho người dân, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tự tin, vững vàng hơn cũng như hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.